chế độ công an trị dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm đang diễn ra như thế nào? Người dân Việt Nam có truyền thống thương người như thể thương thân hay lá lành đùm lá rách, thể hiện sự yêu thương và quan tâm đến đồng bào của mình? Đợt lũ sau cơn bão Yankee đã để lại những hậu quả khủng khiếp chưa từng thấy. Lập tức các hoạt động cứu trợ và từ thiện đã diễn ra sôi nổi khắp nơi. Điều đó phần nào làm giảm bớt những khó khăn của người dân vùng lũ hay các khu vực bị sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, những lùm xùm quanh câu chuyện một tài khoản ngân hàng ủng hộ đồng bào lũ lụt 10.000 đồng kèm theo thông tin rạp xiếc trung ương ủng hộ đã gây xôn xao dư luận. Thông tin này được chia sẻ rộng rãi và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, đồng thời đã gây ra hiểu nhầm rằng tập thể cán bộ công nhân Liên đoàn Xiếc Việt Nam ủng hộ 10.000 đồng. Thực tế, nam sinh viên này sinh năm 2003 là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học tại Hà Nội thông qua tài khoản Messenger của fanpage có tên là Rạp Xiếc Trung ương, chuyển khoản 10.000 đồng để ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Tuy nhiên, sinh viên này đã không thông báo, trao đổi với các thành viên trong nhóm. Được biết, trang Facebook Rạp Xiếc Trung ương được thành lập từ năm 2022 của một nhóm sinh viên đại học tại địa bàn Hà Nội. Trang này được dùng cho việc trao đổi học tập, không liên quan gì đến Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Nam sinh viên này sau đó đã chủ động gọi điện đến đường dây nóng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, thừa nhận là mình là người thực hiện giao dịch này. Tuy nhiên, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội thì lại đi xác minh sự việc và mời anh ta đến làm việc. Điều này được cho là không cần thiết và đã khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng. Theo truyền thông nhà nước chia sẻ như sau, cơ quan công an đã lập biên bản nhắc nhở, răn đe với sinh viên, đồng thời trao đổi với nhà trường để tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian tới. Công luận không đồng tình khi cho rằng việc làm của Công an Hà Nội chỉ làm xấu thêm hình ảnh một xã hội vốn đã mang danh là xã hội công an trị. Nếu tìm hiểu sẽ thấy trên mạng xã hội Facebook của người Việt Nam tồn tại hàng chục trang fanpage của các hội nhóm có tên giống với tên là Rạp Xiếc Trung ương hay Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Hơn thế, nhiều ý kiến phản đối và khẳng định không một tổ chức hay cá nhân nào, kể cả cơ quan công an có quyền truy vấn như tội phạm đối với những người đóng góp từ thiện với lý do họ chỉ đóng góp 10.000 đồng. Tại sao công an và các cơ quan bảo vệ thực thi pháp luật không thực thi chức trách của mình trong việc giám sát xem cơ quan chính phủ và mặt trận tổ quốc các cấp sử dụng tiền cứu trợ ra sao, có tình trạng bớt xén tham nhũng hay không, mà lại mất thời gian cho một chuyện vụn vặt để mang tiếng xấu cho cả một nhà nước và chế độ? Khi đánh giá về chế độ xã hội hay xã hội công an trị ở Việt Nam hiện nay, dư luận trong nước cũng như quốc tế đều có những nhận định rằng trong thể chế công an trị Việt Nam, công an có đủ các quyền để sách nhiễu người dân. Đây chính là nạn kiêu bình khi công an đứng trên của luật pháp, khiến cho số đông dân chúng phải sợ hãi. Đây là một sản phẩm của bệnh kiêu ngạo cộng sản. Họ không muốn thua bất kỳ ai, nhất là thua người dân. Đây cũng là thứ công cụ chuyên chính của những người nhân danh cộng sản. Trong đó, công an, lực lượng nòng cốt, được phép sử dụng rất nhiều quyền lực mà không bị ai phản xét. Cho đến nay, lực lượng công an Việt Nam đã trở thành kiêu binh vượt ra khỏi sự kiểm soát của Đảng. Thậm chí, lực lượng này đã trở thành công cụ trấn áp ngay trong nội bộ của Đảng, như đã thấy dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin chế độ công an trị dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm đang diễn ra như thế nào. Vì sao Bộ trưởng Đào Hồng Lan thoát tội trong vụ án AIC và Nguyễn Nhân Chiến? Vào cuối năm 2023, đầu năm 2024, Bộ trưởng Công an Tô Lâm liên tiếp cho bắt những nhân vật trọng yếu trong quan hệ thống chính trị Việt Nam, đó là các bí thư tỉnh ủy như Trịnh Văn Chiến, Lê Đức Thọ, Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến. Những nhân vật vừa kể trên được cho là các đồ đệ có mối quan hệ thân cận với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi nếu không có sự liên quan mật thiết với ông Trọng, thì tại sao họ với tội trạng đầy mình vẫn được cơ cấu để trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy và còn thoát khỏi bị khởi tố, bắt giam? Chuyện cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ dưới dạng tiền lãi quả hay quả biếu lên tới 14 tỷ đồng từ bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty cổ phần tiến bộ IC là một ví dụ. Ngoài ra, trong thời gian tại chức, ông Chiến được cho là đã lợi dụng chức vụ khi bổ nhiệm hàng loạt người thân trong gia đình, họ hàng vào các vị trí lãnh đạo cấp cao tại tỉnh Bắc Ninh. Vào ngày 24 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến. Mới nhất vào ngày 13 tháng 9, Truyền thông Nhà nước Việt Nam đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng
truy tố cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và các bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh có liên quan đến công ty IC và bà Nhàn. Được biết, trong vụ này, ông Chiến nhận hối lộ từ IC 4 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2014 đến năm 2020, ông Chiến khai đã được bà Nhàn biếu 10 tỷ đồng vào các dịp lễ Tết. Như vậy, tổng số tiền ông Chiến đã nhận là 14 tỷ đồng. Công luận đặt câu hỏi, phải chăng đây chính là lý do ông Chiến đã chỉ đạo cho thuộc cấp tạo điều kiện cho IC trúng thầu với giá cao, gây thiệt hại cho nhà nước rất lớn. Theo một nguồn tin dò dỉ mới đây, Bộ Công an vẫn chưa từ bỏ kế hoạch bắt bà Nhàn, hiện đang tị nạn ở Đức, buộc bà phải về tự thú giống như ông Trịnh Xuân Thành. Chuyến thăm Cộng hòa Belarus mới đây của Bộ trưởng Lương Tam Quang có thể liên quan đến kế hoạch kể trên. Trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh kể trên, không thể không kể đến vai trò của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Tại thời điểm xảy ra sai phạm này, bà Đào Hồng Lan là phó bí thư thường trực tỉnh ủy, sau đó kế nhiệm bí thư Nguyễn Nhân Chiến, một trong ba lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Ninh. Do đó, nếu điều tra làm rõ và đầy đủ, thì chắc chắn cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan không thể vô can, bởi bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã giải rất nhiều tiền cho cả dàn lãnh đạo từ trên xuống dưới. Và chắc chắn trong danh sách đó phải có tên của bà Đào Hồng Lan là điều mà dư luận đang nghi ngờ. Trên mạng xã hội cũng có khẳng định rằng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thoát tội cũng vì là em gái thân thiết với Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi em gái Nhàn cao chạy xa bay. Đây là lý do dù không có chuyên môn về y tế, song bà Lan vẫn được ưu ái cho ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, một chiếc ghế lắm bạc nhiều tiền. Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhân vật duy nhất còn lại trong tứ trụ, được cho là cao số. Bởi trước hội nghị Trung ương lần thứ 7, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tìm mọi cách để hất ông ra khỏi ghế Thủ tướng, nhưng bất thành. Cho đến gần đây, công luận mới té ngửa khi biết rằng, cũng như ông Chính, Tổng Bí thư Tô Lâm là đàn em thân tín của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chắc chắn sẽ thoát tội và được ăn ngon, ngủ kỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao Bộ trưởng Đào Hồng Lan thoát tội trong vụ án IC và Nguyễn Nhân Chiến. Vì sao đã đến lúc có thể đếm ngược được thời gian Trần Tuấn Anh sẽ bị sổ khám? Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là có chủ trương sẽ dỡ bỏ di sản cũ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là về vấn đề nhân sự, để khẳng định đốt lò không có trường hợp ngoại lệ. Gần đây, các vụ liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã được cơ quan chức năng đốc thúc xử lý rốt ráo. Theo giới thạo tin, trong số các nhân sự cấp cao bị gọi tên, có cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Mới đây nhất, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 12 bị can trong sai phạm trong việc ưu đãi giá điện xảy ra tại Bộ Công Thương. Theo đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Vượng đã có ý đồ điều chỉnh đối tượng ưu đãi khác với chủ trương của chính phủ đối với các dự án điện mặt trời để mà vụ lợi. Cụ thể, ông Vượng đã tạo cơ chế riêng cho dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi là 9,35 cent trên 1 kW thay vì giá có 7,09. Được biết, nhà máy điện Trung Nam là một dự án công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam. Theo giới thiệu tin, tập đoàn Trung Nam là sân sau của gia đình của ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Thị Nguyệt Thu. Kết luận điều tra các hành vi sai phạm của cựu Thứ trưởng Vượng đã gây thiệt hại khoảng hơn 900 tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Mặc dù trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện nghiêm theo quy định. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã mua điện và thanh toán 3.122 tỷ đồng cho nhà máy điện Trung Nam Thuận An để mua hơn 1,3 triệu kWh điện với giá cao hơn quy định. Tổng số tiền thiệt hại tính được đến tháng 1 năm 2023 ước chừng 774 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại kết luận điều tra bổ sung vừa ban hành, Cơ quan Điện an ninh của Bộ Công an đã xác định số thiệt hại là hơn 900 tỷ đồng. Qua quá trình điều tra, ông Vượng khai đã nhận của công ty Trung Nam 1,5 tỷ đồng. Gia đình ông Vượng đã nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến khẳng định việc ông Vượng ưu ái với nhà máy điện Trung Nam thuộc Trung Nam Group, một sân sau của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc nói riêng, hay các công ty tư nhân nói chung, chắc chắn phải có sự lại quả hay sự biếu xén quả cáp dưới gầm bàn. Với số liền tiền thiệt hại lên tới gần 1.000 tỷ đồng, chắc chắn số tiền lại quả cho Bộ Công Thương không hề nhỏ, có thể đến hàng trăm tỷ đồng.
và chắc chắn không thể không liên quan đến cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Trước đó, vào đầu năm 2024, các cơ quan chức năng đã khởi tố bắt giam đối với hàng loạt các lãnh đạo ở Bộ Công Thương và EVN, trong đó có hai thứ trưởng là Hoàng Quốc Vượng và Đỗ Thắng Hải, phụ tá thân cận của cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Công luận khẳng định những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là hết sức nghiêm trọng, đồng thời đề nghị cần phải khởi tố hình sự và bắt giam thì mới thỏa đáng. Theo giới quan sát, những ý kiến nêu trên xuất hiện chỉ sau một ngày kể từ khi Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ các chức vụ để nghỉ hưu sớm trước tuổi 60. Đây là chỉ dấu được cho là ông Trần Tuấn Anh khó thoát tội và không thể dễ dàng được hạ cánh an toàn. Cũng xin nhắc lại, theo giới phân tích, việc Bộ Công an với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân cơ hội này triệt hạ những vây cánh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như ông Trần Tuấn Anh để lấy điểm với công luận là điều chắc chắn. Cơ hội đã quá chín muồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao đã đến lúc có thể đếm ngược thời gian Trần Tuấn Anh sẽ sổ khám. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.